Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu 37,6 triệu viên Monopiravir để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Bộ Y tế đã cấp phép sản xuất thuốc Monopiravir cho 3 doanh nghiệp dược, với tổng công suất sản xuất thuốc Monopiravir có thể đạt 280 triệu viên một tháng, tương ứng với 11 triệu liệu trình một tháng. Như vậy, sản xuất trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu điều trị và giá thành hiện tại cho một liệu trình điều trị khoảng 300.000 đồng, hiện rẻ nhất so với các nước khác trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thẩm định, xem xét để cấp giấy đăng ký lưu hành và cấp phép nhập khẩu thuốc cho tất cả các hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc Monopiravir đáp ứng yêu cầu, bao gồm cả hồ sơ thuốc nước ngoài và hồ sơ thuốc sản xuất trong nước. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển 10.800 bộ test nhanh COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 11C05616 do Lê Văn Quân, trú tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe có chở 10.800 bộ test nhanh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, Quân không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bước đầu khai nhận chở thuê số hàng trên từ thị trấn Trà Lĩnh xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng một thùng hàng. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay tổng số ca bệnh trên địa bàn có tăng lên nhưng đã có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh đó thì số ca tử vong cũng giảm mạnh. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 32.650 ca dương tính mới, trong đó có 13.692 ca ngoài cộng đồng, 18.958 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 545 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Đông Anh 1.674 ca, Sóc Sơn 1.645 ca, Long Biên 1.541 ca, Hoài Đức 1.536 ca, Hoàng Mai 1.474 ca, Nam Từ Liêm 1.441 ca và Hà Đông 1.429 ca. Ngày hôm nay ghi nhận 4 ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 463.175 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tỷ lệ mắc ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng và theo các bác sĩ, khi trẻ em mắc COVID-19 mức độ nhẹ thì trẻ nên được chăm sóc và điều trị tại nhà. Vậy việc chăm sóc trẻ cần tuân theo hướng dẫn, tránh việc tự ý dùng thuốc. Vậy trẻ cần phải lưu ý những gì trong việc dùng thuốc điều trị và cách điều trị như thế nào cho hiệu quả? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Việc điều trị tại nhà ở trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ chính là chìa khóa nhằm giúp trẻ được chăm sóc tốt từ gia đình, ít ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ và hạn chế tình trạng quá tải y tế không cần thiết. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần lưu ý, không vì quá lo lắng mà tự ý dùng thuốc chống viêm, chống đông cho con khi không có ý kiến của bác sĩ. Tôi nhìn thấy thuốc là một đống kháng sinh. Đấy. Thứ hai lại có những gia đình là mua Medrol này, Metinverzolon này. Thế rồi có gia đình lại cứ lấy cái phác đồ của người lớn nữa vào, tức là thuốc chống đông này. Thì bây giờ cái thận, cái gan của đứa bé nó có đủ để mà nó loại được cái này không? Chỉ có bị tác dụng phụ của thuốc đã nguy hiểm rồi, chứ đừng cứ nói đến bệnh COVID. Hầu hết trẻ nhiễm COVID-19 đều ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng. Hiện tại nước ta chưa có chỉ định thuốc kháng virus dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này sẽ giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả. Cha mẹ cũng cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho trẻ. Không có bất cứ một thuốc kháng virus nào dành cho trẻ con, cho trẻ em cả. Vì thế nên là chúng ta không khuyến cáo cho điều trị thuốc kháng virus cho trẻ em. Thứ hai đấy là ở trẻ em thì chủ yếu việc điều trị là điều trị triệu chứng. Vì thế nên là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc mà điều trị triệu chứng như là hạ sốt hay là bổ sung nước điện giải khi mà trẻ em có tình trạng sốt cao, tiêu chảy hay buồn nôn.
Các bác sĩ cũng cho biết trẻ mắc COVID-19 có các biểu hiện như ho, sốt. Đây là những triệu chứng bình thường, người dân không cần quá lo lắng. Việc cần làm là bình tĩnh xử lý theo hướng dẫn. Các cháu sốt quá cao như thế chỉ cần uống thuốc sốt 1-2-3 ngày là nó hết sốt, nếu nó không có biến chứng. Vì vậy nếu chỉ có sốt, có ho chúng tôi vẫn coi là nhẹ. Ho thì đặc biệt là thế này, rất nhiều người là uống rất nhiều loại thuốc, từng có uống nhiều thuốc. Đấy, sốt cũng có nhiều người là uống hết cái sốt này đến sốt khác. Nhưng chúng ta không biết rằng khi đứa trẻ sốt là cái đứa trẻ đang vận động hết các hệ thống miễn dịch của mình để loại virus ra ngoài. Để chúng ta đừng kéo cái sốt nó xuống nhiều quá. Đây là bệnh lý virus. Phải hiểu cái vấn đề về virus, ví dụ như là bệnh lý virus thông thường nó sẽ tự giới hạn từ 3 đến 5 ngày sau khi mà nhiễm bệnh, tức là những triệu chứng ban đầu ấy, nó sẽ sốt rất là cao, rất là khó chịu. Tuy nhiên là sau qua những cái thời điểm mà nhiễm cấp đi thì tình trạng bệnh nó sẽ có thể cải thiện dần. Vì thế nên là phụ nữ, gia đình cũng không nên lo lắng và kiên nhẫn để theo dõi sát các triệu chứng của trẻ để phát hiện sớm các triệu chứng để điều trị kịp thời này. Khi điều trị cho trẻ ở nhà, các vị phụ huynh có thể bổ sung vitamin tổng hợp, thuốc điều trị ngạt tắc mũi, thuốc ho. Đặc biệt cần quan sát trẻ thường xuyên, khi có bất thường cần liên hệ và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.